Xin chào các bạn, mình là Tisu Shop. Hiện mình đang phát trực tiếp trên kênh YouTube của mình tên là Tisu Shop. Các bạn có thể vào trong YouTube và gõ chữ là Tisu thì sẽ ra trên kênh của mình. Trong kênh này hiện nay mình đã giới thiệu được hơn 100 mẫu thiết kế, trong đó có cả may và phần cắt. Thì nếu như các bạn, mình nghĩ là nếu như các bạn muốn tìm hiểu về cái lĩnh vực may thì đây cũng là một kênh hữu ích để các bạn có thể là thêm những cái thông tin về kiến thức của mình. Trong buổi trưa ngày hôm nay mình muốn giới thiệu cái mẫu thứ hai cho các bạn, đó là cái mẫu nữ này. Thì sẽ có cái áo lẻ và cái phần chân váy. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho cái phần chân váy, áo lẻ, áo trước. Mình sẽ giới thiệu phần áo trước ha. Đầu tiên mình sẽ dựng cái hình là ngang vai là vai chi 2, hạ vai là vai chi 10. Rồi, kế tiếp là mình sẽ lấy phần bọc cổ là cổ chi 5, dựng một đường. Bạn sẽ lấy xuống cho mình cái phần là hà ngực. Hà eo bằng số đo. Hoặc các bạn lấy 34, 35, 36 vẫn được. Sau đó mình sẽ có cái phần dài áo. Đầu tiên nhất là mình sẽ vẽ cái phần form áo cơ bản. Bạn vào cho mình 2,5. Đối với áo này là áo thân rộng cho nên mình sẽ lấy là ngực chia cho 4 cộng cho 2,5. Mình sẽ có một điểm, các bạn sẽ đánh cong dòng nách cho mình. Đối với áo này thì các bạn thấy là cái form rộng và thẳng xuống luôn cho nên mình sẽ dựng vuông góc xuống, mình không cần lấy cái đường ngang mông. Rồi mình đánh cong đi lên 1 xăng. Sau đó mình sẽ vẽ cái phần cổ thân trước. Thì cổ thân trước nó là cái cổ bình thường. Mình sẽ vào đây 2 xăng. Và hạ cổ là cổ chi 5, mình đánh cái cổ tròn bình thường thôi. Nhưng mà ở đây thì nó có cái phần xếp ly. Xếp ly ở phần thân trước. Xếp ly phần thân trước lên trên vai xuống dưới eo hai đường. Cho nên là mình sẽ kẻ hai đường, bắt đầu từ vai mình chia hai đường. Vai mình chia thành 3 phần đều nhau. Ở dưới xếp ly này thì mình chia thành 1, 2. Mình sẽ chia thành 2 phần đều nhau. Đều nhau, và ở phía giữa này các bạn sẽ lấy qua cho mình 5 xăng. Mình sẽ nối về một đường thứ nhất, đường thứ hai. Thì hai cái đường này các bạn sẽ cắt rã ra cho mình. Bạn sẽ cắt rã hai cái đường này ra cho mình. Và mỗi đường các bạn sẽ mở rộng ra cho mình một cái đường. Để lát nữa mình sẽ xếp ly là khoảng 3 phân. Mở rộng ra 3 phân mỗi cái. Thì xếp ly thì thành ra là 6 phân. Mà giả sử trường hợp các bạn muốn nhỏ hơn thì các bạn có thể là 2 phân cũng được. Đó là phần thân trước mình đã chia sẻ xong. Bây giờ tới phần thân sau. Cái áo này thì các bạn nhớ lưu ý là các bạn đo dài áo thì các bạn chỉ đo tới cái phần trên hông thôi, đừng đo dưới hông. Nghĩa là các bạn đo xuống cái phần hạ eo, các bạn chỉ cần lấy là hạ eo cộng thêm 5 cm thôi, thì cái áo này nó nằm ngắn tới đây thôi nè, nó không có dài giống như mình vẽ đâu. Để mình kéo cái phần này lên. Bạn chỉ cần xác định cho mình cái dài áo tới khúc này thôi. Phần này dài lắm, bỏ đi ha. Mình ghi chú lại đây. Dài áo nha, bỏ cái phần này đi nha, bởi vì cái áo rất là dài, xấu. Cái phần dài này mình sẽ để mình kéo dài xuống cái đuôi tôm ở phía sau. Đó là phần thân trước. Phần thân sau thì mình sẽ dựng vuông góc lên và mình sẽ lên 4 xăng. Sau đó là các bạn sẽ lấy là vai chi 2, hạ vai là vai chi 10. Các bạn vào cổ là cổ chi 5. Dựng vuông góc xuống vào 2,5 phân. Bạn chia thành 3 phần đều nhau. Cái phần thân sau thì bạn sẽ lấy ngực chia 4 cộng cho 1,5. Sau đó lấy một điểm nối về, chia làm đôi, đánh cong dòng nách. Rồi các bạn sẽ dựng vuông góc xuống như thế này thì bằng với lại cái ngang eo của thân trước. Và các bạn sẽ đánh đây là 1 cm nè. Nhưng mà ở đây có phần đuôi tôm thì mình sẽ đánh cái phần đuôi tôm. Đầu tiên là mình nối về, bạn chia 3 phần đều nhau. Phần này các bạn sẽ đánh vào 0,1 và bạn đánh lại ra đây ha. Mình sẽ đánh cho bạn coi.
Rồi. À, sau đó là mình sẽ có cái phần cổ, cổ thân sau thì nó sẽ sâu hơn cổ thân trước, thì mình sẽ xuống đây thêm 4 xăng. Mình đo được cái đường dai của thân trước và dai thân sau là 9 xăng. À. 9 xăng và mình sẽ đánh cong được cái phần cổ của thân sau. Đây. Cổ thân sau. Và thân sau các bạn thấy là mình sẽ bắt đầu mình rã cho cái phần thân sau này. À, các bạn thấy là ở thân sau nó sẽ có cái phần đô. Có phần đô đúng không ạ? Thứ nhất là phần đô, thứ hai là phần đinh nút. Thì đinh nút mình sẽ ra 7 xăng. Mình sẽ đẩy cao lên 7 xăng. Phần gấp mình 3 phân, 3 phân và 1 phân đường may sẽ là 7 xăng. Rồi, mình sẽ rã cái phần đô này. Mình sẽ rã phần đô này ở phần một nửa của cái phần nách tay ha. Mình sẽ chia làm đôi ra, các bạn đánh này lên cho mình là 1. Rồi, đây sẽ là một cái phần đô rồi. Sau khi các bạn